Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trong chương trình tối nay, ngày 3 tháng 6 năm 2021. Long An ghi nhận thêm 2 ca dương tính liên quan đến 2 bệnh nhân tại huyện Tân Thạnh. Việt Nam sẽ có 20 triệu liều vaccine Sputnik V. Mỹ sắp công bố kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa trong các bản tin thời sự trước, trong tổng số 10 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân 7176 và 7177 tại xã Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, đã có 2 trường hợp xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 28 tháng 5, đến nay toàn tỉnh đã có 10 ca nhiễm COVID-19. 2 trường hợp dương tính mới nhất liên quan đến 2 vợ chồng bệnh nhân 7176 và 7177 là người mẹ và người con của 2 bệnh nhân này. Theo đó, người mẹ sinh năm 1965 đã trở thành bệnh nhân có mã số định danh là 7871 và người con sinh năm 2017 là bệnh nhân 7872. Trước đó, cả 2 ca F1 này khi xét nghiệm PCR lần 1 đều cho kết quả âm tính. Như vậy, gia đình này cả 4 người đều dương tính với SARS-CoV-2, gồm mẹ, con gái, con rể và cháu ngoại. Như vậy, kể từ khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 28 tháng 5, thì đến nay, toàn tỉnh Long An đã ghi nhận 10 ca nhiễm COVID-19 tại các huyện Cần Đức, Cần Giuộc, Tân Thạnh và thành phố Tân An. Tính đến chiều nay, ngày 3 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người các địa phương đã truy vết được 113 F1 và 627 F2 liên quan đến 10 ca nhiễm này. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1, các F1 đều đã cho kết quả âm tính. Riêng F2 có 319 trường hợp cho kết quả âm tính, 308 trường hợp còn lại đang chờ kết quả. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp F3 có liên quan để có hướng xử lý tiếp theo. Thưa quý vị, từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện các trường hợp dương tính, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành, các cấp, thì đội ngũ làm công tác truy vết lại phải chạy đua với thời gian, nhanh chóng xác minh điều tra dịch tễ để hỗ trợ thông tin kịp thời cho công tác dập dịch. Ngay sau khi nhận được thông tin có ca bệnh 7445 xuất hiện trên địa bàn, ngay lập tức đội phản ứng nhanh làm công tác truy vết xã Phước Dân, huyện Cần Đức đã kích hoạt và phân bổ lực lượng để truy vết ngay các trường hợp có liên quan. Hiện nay thì do tình hình thời tiết là rất là nắng nóng nên là cũng gây ảnh hưởng rất là khó khăn cho công tác mà truy vết. Thì đối với một số anh em thì cũng hết sức là cố gắng để tập trung cho công tác truy vết để sớm đẩy lùi các cái dịch bệnh COVID. Bất kể ngày hay đêm, lực lượng này phải tạm gác mọi công việc để tập trung hết công suất cho công tác truy vết. Bởi đây chính là cơ sở quan trọng để hỗ trợ cho công tác khống chế và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra diện rộng. Một cái thành viên là theo dõi và nắm điện thoại liên lạc với một thành viên mà đã tiếp cận với lại cái đối tượng đó. Ban chỉ đạo cũng động viên anh em là ngoài cái sự là truy vết nhanh, cũng phải bên cạnh đó là cũng phải sự đảm bảo là cái an toàn tuyệt đối cái tính mạng của cái lực lượng này. Tại huyện Tân Thạnh, liên quan đến 2 bệnh nhân 7176 và 7177 trên địa bàn xã Tân Thạnh, việc truy vết thần tốc đã được đội phản ứng nhanh của địa phương tiến hành ngay trong đêm. Do tính chất công việc, cán bộ điều tra dịch tễ phải thường xuyên tiếp xúc với đối tượng F1, nguy cơ cao để nắm thông tin. Song, đội ngũ nhân viên y tế và cán bộ địa phương vẫn luôn nỗ lực từng giờ từng phút để kịp thời khoanh vùng và truy vết các trường hợp có liên quan. Các đội phản ứng nhanh đều kích hoạt hết. Đối với các cái trường hợp F1 sau khi mà tiến hành xác định được thì sẽ tiến hành là bây giờ lấy mẫu xét nghiệm và đồng thời đưa đi cách ly tập trung. Còn đối với các trường hợp F2 thì sẽ tiến hành cách ly tại nhà theo dõi y tế và đồng thời phân công lực lượng theo dõi sát sao. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, bên cạnh những cố gắng của đội ngũ y bác sĩ trực tiếp chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, thì còn đó những chiến binh thầm lặng này đang ngày đêm làm tốt nhiệm vụ của mình, kiên định với mục tiêu phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch kịp thời. Tiếp theo là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Cần Giuộc. Liên quan đến F0 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong đêm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Cần Giuộc đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1 và kết quả sáng nay ngày 3 tháng 6, tất cả đều âm tính lần 1.
Ca F0 tại Thành phố Hồ Chí Minh là nam, sinh năm 1994, là F1 của bệnh nhân 7069. Ca F0 này lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính vào ngày 30 tháng 5, kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính vào ngày 2 tháng 6. Do ca bệnh này làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn AD, khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, nên huyện Cần Giuộc đã khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Hiện tất cả 109 F1 là nhân viên, bảo vệ, tài xế, xe đưa rước công nhân của công ty đều có kết quả PCR khẳng định âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Các F2 là nhân viên công ty cũng được xác định. Địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết các F1, F2, F3 liên quan. Đây là ca F0 đầu tiên liên quan đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Do đó, công tác phòng chống dịch ở đây đang đặt ra bức thiết hơn bao giờ hết. Trong đó có việc thực hiện nghiêm quy định phòng dịch để đảm bảo sức khỏe người lao động và ổn định sản xuất cho công ty, doanh nghiệp. Trước diễn biến dịch COVID-19 đang rất phức tạp với các ca bệnh ở nhiều địa phương, nhiều nguồn lây nhiễm, dịch tễ phức tạp, tỉnh Long An đã cấp bách triển khai sàng lọc và giám sát y tế người về từ các địa phương có dịch. Tại cầu Rạch Dơi, đường tỉnh 826C, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, càng về tối, lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về càng nhiều. Đây cũng là thời điểm lực lượng chốt trực tại đây tập trung cao độ để kiểm soát người bên ngoài vào địa bàn tỉnh, nhất là đối với đối tượng về từ vùng dịch cho khai báo y tế. Nếu có yếu tố dịch tễ, sẽ áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nếu như vòng ngoài, tại cửa ngõ tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng chốt chặn 24/24, thì bên trong 5 tổ phòng chống dịch COVID-19 của xã Long Hậu với gần 50 thành viên cũng hoạt động hết công suất. Địa phương là xã có khu công nghiệp, nên là tình hình dân nhập cư rất là nhiều. Chỗ địa phương đã thành lập cái tổ COVID cộng đồng, nắm những người từ vùng dịch về để chúng ta tiến hành là xử lý. Gần 19 giờ tối, thành viên này vẫn trực tiếp đến từng hộ dân có yếu tố dịch tễ để giám sát y tế, hướng dẫn cách ly tại nhà. Các thành viên này hoạt động 24 giờ trong ngày bất kể thời tiết, sáng sớm hay đêm khuya. Hiện các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng cùng với lực lượng y tế địa phương đang giám sát y tế tại nhà khoảng 500 F2 và F3. Cái trường hợp của cháu anh là có quyết định cách ly tại nhà rồi, tại vì nó đã F2, đó là cái trường hợp nghiêm ngặt, tuyệt đối là không được ra ngoài, cách ly tại nhà. Còn cái mình là F3, hạn chế ra ngoài tuyệt đối. Tình hình dịch bệnh nó rất là phức tạp. Thì coi như tôi có hỏi là hôm trước đã có test một lần rồi, nhưng mà giờ nó có test nữa hay không? Dạ, theo em thông báo thì bây giờ anh đã test một lần rồi, âm tính rồi. Thì theo quy trình y tế thì tới đây là có cái thời gian người ta sẽ đến, ta sẽ mời anh ra test lần thứ hai, lần thứ ba. Kể cả trời mưa hay nửa đêm, nếu có bà con thông tin thì mấy chú cán bộ ở ấp xã trong ban quản lý COVID-19 thì tới liền. Tại thành phố Tân An, công tác rà soát xác định người về từ vùng có dịch từ ngày 20 tháng 5 cũng được khẩn trương thực hiện. Đến nay, thành phố Tân An đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và cách ly y tế tại nhà gần 260 trường hợp liên quan. Chúng tôi đã tiến hành cho cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm PCR. Thứ hai nữa là đối với lao động từ thành phố Hồ Chí Minh xuống làm việc tại các doanh nghiệp của trên địa bàn thành phố, thì chúng tôi cũng đã cho thống kê lấy mẫu test nhanh, và khi test nhanh có kết quả âm tính thì mới cho trở lại các doanh nghiệp làm việc. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân trong cộng đồng phải tự giác trách nhiệm, khai báo y tế trung thực, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Thưa quý vị, dịch COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Để chủ động kiểm soát và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công điện về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau. 1. Tăng cường rà soát sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm, đến khám bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám và mua thuốc tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Yêu cầu khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng thuốc. Yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR nếu có khả năng với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Đối với các phòng khám, công và tư, nhà thuốc
cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ và cung cấp thông tin ngay cho cơ quan quản lý để kịp thời theo dõi các trường hợp nghi ngờ, khuyến khích chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh với các trường hợp này. 2. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, bảo đảm cung ứng đầy đủ sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao để tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. 3. Tổng hợp thông tin khai báo y tế, báo cáo số lượng người đến khám có các dấu hiệu nghi ngờ và người mua các loại thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm trên phần mềm kê đơn thuốc quốc gia, đơn thuốc quốc gia.vn hoặc hệ thống báo cáo của Sở Y tế để kịp thời phát hiện sàng lọc, truy vết. Nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19, các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán, ăn uống, giải khát trên địa bàn huyện Tân Hưng đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tại các chợ dân sinh, số lượng người đi mua sắm đã giảm đáng kể, đặc biệt là mọi người đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Tiểu thương và người mua hàng cũng giữ khoảng cách khi mua bán. Tại các quán ăn, giải khát, một số chủ quán đã chủ động đóng cửa tạm ngừng mua bán. Một số khác thì vẫn hoạt động, nhưng tất cả đều tuân thủ tuyệt đối các quy định. Bàn ghế cũng được dọn dẹp và chỉ bán đồ mang về, không bán ăn uống tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Bán mang về cơ mà, không có bắt bàn ở đây cho khách rồi. Cũng chấp hành tốt quy định của nhà nước để chung tay phòng chống dịch cho mau qua. Việc chấp hành triệt để các quy định về phòng chống dịch đã góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện Bến Lức, tất cả tiểu thương và khách hàng đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang. Khẩu trang giờ đây được xem là vật bất ly thân của mỗi người khi ra khỏi nhà. Đó là kết quả của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đi ra phải đeo khẩu trang và nhắc nhở trong gia đình các thành viên đi ra phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho sức khỏe cho gia đình. Tránh tiếp xúc với người lạ nhiều. Là thí dụ thì mình thấy khách nào lạ ở đâu thì mình hãy đeo khẩu trang, với lại mình giữ khoảng cách, với lại ở nhà cũng thường xuyên vệ sinh bằng nước rửa tay và dung dịch đó. Đến nay, huyện Bến Lức có 226 chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Công tác phòng chống dịch COVID-19 ở huyện đang được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo được chuyển biến nhận thức trong nhân dân. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ý thức của người dân được nâng cao, sẽ góp phần ổn định tình hình, phấn đấu không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chiều hôm qua cho biết, phía Nga đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine Sputnik V trong năm nay. Ngoài ra, phía Nga cũng đồng ý chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể sản xuất Sputnik V với công suất 5 triệu liều một tháng. Dự kiến tháng 7 này bắt đầu nhận bán thành phẩm vaccine từ Nga. Bộ Y tế cho biết đã đàm phán để mua 31 triệu liều vaccine Pfizer, nhận 38,9 triệu liều vaccine AstraZeneca từ COVAX, mua 30 triệu liều AstraZeneca thông qua công ty VNVC. Với nguồn vaccine vừa đàm phán, số lượng vaccine sẽ có từ nay đến cuối năm gần đủ nhu cầu sử dụng trong năm 2021 này. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 4983 trên UBND VHXH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Long An, về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động công chứng liên quan đến việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Để giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân liên quan đến việc đăng ký giao dịch, đảm bảo nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau. 1. Các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận công chứng các hợp đồng giao dịch liên quan trực tiếp đến việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng và giao dịch bảo đảm. Giao Sở Tư pháp có văn bản chỉ đạo các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh khi tổ chức tiếp nhận, thực hiện công chứng theo nội dung chỉ đạo trên phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và các chỉ đạo của tỉnh có liên quan. 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau. Đối với tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với hộ gia đình cá nhân thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nêu trên cho tổ chức cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định,
Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 năm 2021. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: học sinh lớp 12 của 5 địa phương gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Giuộc và thành phố Tân An phải ôn thi trực tuyến giữa mùa dịch. Mỹ sắp công bố kế hoạch phân phối vaccine toàn cầu. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ điều kiện công việc cụ thể của đơn vị mình để quyết định việc bố trí sắp xếp cho công chức viên chức và người lao động làm việc trực tuyến luân phiên ở nhà. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quán triệt nguyên tắc duy trì trạng thái hoạt động bình thường, không để xảy ra tình trạng xáo trộn công việc. Công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến ở nhà cũng như làm việc tại trụ sở đơn vị. Bảo đảm tối đa yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, không để tình trạng nợ động quá hạn nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động trong việc phân công, bố trí công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến luân phiên ở nhà theo tình hình thực tế và yêu cầu công việc, nhưng đảm bảo tối thiểu 50% tổng số công chức, viên chức và người lao động làm việc tại đơn vị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong trường hợp công chức, viên chức và người lao động của đơn vị không làm việc trực tuyến ở nhà mà làm việc riêng, đi đến những địa điểm có dịch, phát sinh yếu tố dịch tễ phức tạp về sau. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên diện rộng, Cục Thuế tỉnh thay đổi phương thức làm việc với người nộp thuế để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời đảm bảo triển khai công tác không bị gián đoạn, đình trệ. Theo đó, Cục Thuế sẽ hỗ trợ tiếp nhận và trả lời tất cả các ý kiến của người nộp thuế, đảm bảo 100% vướng mắc của người nộp thuế đều được hướng dẫn, trả lời thông qua các hình thức như số điện thoại phòng hỗ trợ tuyên truyền 02723829146 hoặc 02723826389, địa chỉ email lthha@lanavong.gov.vn. Tiếp nhận văn bản hỏi của người nộp thuế theo địa chỉ Cục Thuế tỉnh Long An, số 10 quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Các thông tin chính sách thuế mới, Cục Thuế sẽ gửi email đến người nộp thuế, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành thuế tại địa chỉ cucthue.longan.gov.vn. Đồng thời sẽ hạn chế tiếp khách trực tiếp đến liên hệ công tác tại trụ sở cơ quan thuế. Trong trường hợp thật sự cần thiết thì người nộp thuế đến liên hệ công tác phải thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch 5K. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là vào ngày 7 và 8 tháng 7. Trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp hơn, căn cứ theo tình hình thực tế và đề xuất của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án ứng phó. Trường hợp bất khả kháng, Bộ sẽ tổ chức thêm đợt thi. Nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ sẽ tổ chức kiểm tra các khâu của kỳ thi, bao gồm công tác chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm phúc khảo. Đối với công tác coi thi, năm nay, Bộ tiếp tục quy động cán bộ giảng viên của 200 cơ sở giáo dục tham gia kiểm tra khâu này, thành lập 63 đoàn kiểm tra tại 63 sở giáo dục và đào tạo về công tác coi thi. Trưởng đoàn và thành viên của đoàn kiểm tra là cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi đoàn có sự tham gia của cán bộ giảng viên đến từ ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học. Trước mắt thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, theo công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kể từ ngày 2 tháng 6, học sinh lớp 12 tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Giuộc và thành phố Tân An không đến trường ôn tập mà chuyển sang ôn tập trực tuyến do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đây là các địa phương đầu tiên phải áp dụng theo hình thức này trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đang cận kề, ghi nhận tại thành phố Tân An. Tại trường trung học phổ thông Tân An có hơn 600 học sinh lớp 12. Sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục Đào tạo, ban giám hiệu nhà trường đã chủ động họp tổ chuyên môn để xây dựng giáo án, bài giảng điện tử, bám sát nội dung sách giáo khoa thông qua phần mềm Zoom, Meet, Zalo, phần mềm quản lý giáo dục của ngành, đồng thời gửi link bài học tới từng học sinh. Học sinh sẽ dừng đến trường, nhưng không dừng việc ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Thì trường đã chuẩn bị chuyển sang phương án là dạy học trực tuyến cho học sinh. Trong tuần này thì 2 ngày cuối tuần, các em học sinh ở nhà sẽ nhận được tài liệu của trường chuyển đến cho các em thông qua hệ thống đường truyền Internet.
cái đầu tuần sau thì các em sẽ học trực tuyến theo cái thời khóa biểu của nhà trường. Còn đây là không khí buổi ôn tập cuối cùng của cô và trò lớp 12A11 trường Trung học Phổ thông Hùng Vương trước khi chuyển sang ôn thi trực tuyến. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Đây là giai đoạn ôn tập nước rút, nhưng phải chuyển sang học trực tuyến cũng là trở ngại, nhưng đa số học sinh đều đồng tình với hình thức này. Nếu mà dừng tới trường mà ở nhà ôn thi trực tuyến thì em thấy là khá là bất tiện cho tụi em. Tại vì ở nhà thì chưa chắc gì các bạn sẽ kiểu như là tự động để học ở nhà. Mà vô trường thì sẽ có các cô kèm cặp cho tụi em thì tụi em sẽ dễ dàng học hơn. Nhưng mà đối với dịch bệnh thì tụi em cũng ủng hộ cái chủ trương này. Đối với việc ôn tập trực tuyến thì em cũng đã sẵn sàng rồi. Tại vì tình hình dịch đang phức tạp nên là học trực tuyến thì em cũng thấy cũng được. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Em chọn cho ngành là mình là ngành công nghệ thông tin. Và em cũng đã tập trung cho mình mấy môn cần thiết vô ngành đó. Khi mà dạy ôn trực tiếp á, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các em sẵn trên cái tinh thần là khoảng trên được 50% về kiến thức, đã ôn tập những cái phần căn bản cho các em. Nếu bây giờ không dạy trực tiếp được á, thì chúng tôi chuyển sang dạy trực tuyến. Và cái hình thức cũng giống như trước đây là trường cũng đã tổ chức cho các lớp ở trường dạy trực tuyến. Cái thuận lợi là đáp ứng được cái giãn cách xã hội. Việc ôn tập trực tuyến vừa đảm bảo kiến thức cho học sinh trước kỳ thi, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đối với học sinh, dù ôn thi theo hình thức nào thì điều quan trọng là việc nắm vững kiến thức và chuẩn bị tâm thế thật tốt để sẵn sàng bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, xuất khẩu gặp khó, khiến giá cua biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh. Cụ thể, giá cua gạch loại 400 gram một con giảm chỉ còn 500.000 đồng một ký. Cua thịt tại Cà Mau từ 550.000 đồng một ký giảm xuống còn 450.000 đồng một ký. Cua thịt loại 4 con một ký giá chỉ còn 250.000 đến 270.000 đồng một ký. Loại 3 con một ký có giá từ 300.000 đồng đến 320.000 đồng một ký. Cua gạch nhỏ có giá 400.000 đồng và cua gạch lớn là 450.000 đồng một ký. Giá cua biển giảm mạnh do sức mua của người dân kém, cộng thêm dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu cua qua đường tiểu ngạch. Hiện nay, giá nhiều mặt hàng nông sản của các tỉnh Tây Nguyên đang giảm sâu, đặc biệt là giá bơ các loại. Cụ thể, giá bơ bút, bơ 034 giá chỉ bằng 1/3 so với những năm trước, chỉ khoảng từ 6.000 đến 30.000 đồng tùy loại. Thương lái thu mua bơ cũng hạn chế hơn, khách hàng cũng mua chậm lại do lo ngại khó khăn trong quá trình vận chuyển. Bơ mất giá một phần do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thêm vào đó là bà con nông dân chưa gắn liền sản xuất với tiêu thụ. Để giữ giá đầu ra ổn định, người dân cần hướng tới việc liên kết sản xuất, tạo ra nguồn sản xuất tập trung, sản xuất có quy trình và theo tiêu chuẩn chứng nhận.